Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh xem bóng đá là câu chuyện của mình. Thì hôm nay mình sẽ nhận định về 3 trận đấu, đó là trận đấu giữa Barcelona, Leganés, Atlético Madrid của Canada và Fortuna Düsseldorf gặp Bayern Munich. Vâng, thì trước khi đi vào nhận định chính của 3 trận đấu đêm nay thì mình xin chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm Zalo của mình ngày hôm qua đã ăn full 5 kèo mà mình đưa cho tất cả mọi người. Anh em nào mà đang theo dõi mình mà quên chưa kết bạn Zalo với mình thì hãy ngay nhanh tay kết bạn với số Zalo của mình 0867551617 để mình đưa ngay vào nhóm nhận kèo bóng miễn phí hàng ngày các bạn nhé. Để tất cả anh em không phải đợi chờ lâu nữa thì mình xin đi vào nhận định chính của từng trận đấu trong ngày hôm nay. Vâng, thì trận đấu đầu tiên mình muốn gửi tới tất cả mọi người đó là trận đấu giữa Leganés và Barcelona. Vâng, thì Leganés đang có một phong độ thi đấu thực sự là quá tồi tệ khi mà họ đang đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng La Liga mùa này. Hiện tại họ đang mới có 6 điểm sau chiến thắng duy nhất từ đầu mùa với Mallorca, thì đến thời điểm hiện tại họ không giành được thêm một chiến thắng nào nữa cả. Còn về vấn đề của Barca thì trong mùa giải năm nay họ đang thi đấu khá là ổn định khi mà họ đã ghi 33 bàn để thủng lưới 15 bàn, mà hiện tại họ đang dương tới 18 bàn. Đây là cái lịch sử đối đầu và phong độ gần đây của Leganés và Barcelona. Vâng, thì trong 5 trận đấu gần đây nhất, Barcelona thắng 4, Leganés thắng 1 và hai đội không hòa nhau trận nào. Về phong độ của Leganés trong thời gian vừa qua thì Leganés đang thi đấu khá là tệ khi mà họ đang chỉ có 1 trận hòa và 4 trận thua liên tiếp các bạn nhé. Về phong độ của Barcelona thì không phải bàn cãi gì nữa, trong thời gian gần đây thì họ đang thi đấu khá là ổn định với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Vâng, trận thua không đáng có trước Levante với tỷ số là 3-1. Nói một chút về cái bảng xếp hạng bóng đá của La Liga trong thời điểm hiện tại. Đêm nay ngoài trận đấu giữa Atlético giữa Barcelona và Leganés ra thì còn trận đấu giữa Granada và Atlético Madrid. Vâng, thì ở cái trận đấu này thì Atlético Madrid chắc chắn là sẽ muốn giành một chiến thắng để vươn lên vị trí bên trên bảng xếp hạng và cạnh tranh trực tiếp với lại Real Madrid Barcelona. Hôm nay thì Atlético Madrid sẽ có chuyến làm khách đến sân nhà của Granada. Nói một chút về vấn đề của Granada. Granada là một đội bóng tân binh nhưng năm nay họ đã có thể leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng La Liga. Tuy rằng thời gian của họ đứng ở trên đó không dài nhưng đó cũng là một con số ấn tượng của một đội bóng mới lên hạng các bạn nhé. Vâng, còn về Atlético Madrid thì chắc chắn là họ cần lắm một chiến thắng ngày hôm nay để có thể vượt mặt Real và Barca, leo lên vị trí đứng đầu. Và đây là cái lịch sử đối đầu cũng như là phong độ gần đây của Granada và Atlético Madrid. Trong 5 trận đấu gần đây nhất thì Atlético Madrid thắng 4 và hai đội hòa 1, Granada không thắng. Còn phong độ gần đây của Granada thì hiện tại thì họ trong 5 trận đấu gần đây nhất Granada chỉ thắng 2, hòa 0 và thua 3 các bạn nhé. Còn về phía Atlético Madrid sau một quãng thời gian thi đấu khá là chệch choạc thì hiện tại thì họ đã cải thiện được cái phong độ thi đấu của mình bằng 2 chiến thắng, 2 hòa và 1 thua. Trận đấu tiếp theo mà mình muốn chuyển đến cho tất cả các bạn đó là trận đấu giữa Düsseldorf và Bayern Munich. Vâng, thì ở cái trận đấu này, sau cái thất bại thảm hại của mình một năm ở trên sân nhà của Frankfurt thì ngay lập tức huấn luyện viên Niko Kovac đã bị lãnh đạo ở Bayern Munich sa thải. Và tối nay huấn luyện viên tạm quyền đó là Hans-Dieter Flick. Thì Felix thì sẽ có trận đấu ra mắt cùng với lại Hùm Xám bằng chuyến viếng thăm đội bóng tân binh đó là Fortuna Düsseldorf. Vâng, thì cái lịch sử đối đầu của hai đội thì mình sẽ không nói qua nữa. Và liệu rằng trong cái trận đấu ngày hôm nay thì tân huấn luyện viên tạm quyền của Bayern Munich có giúp các cầu thủ của Bayern giành được một chiến thắng trước một đội bóng mới lên hạng hay không? Vâng, thì sau đây sẽ là những kèo bóng mà mình đi cho tất cả các bạn hôm nay. Ở trận đầu tiên đó là trận Leganés Barcelona thì mình sẽ chọn đi kèo bóng Barcelona cả trận một hòa, kèm theo một cái kèo bóng hiệp 1 Barcelona các bạn nhé, một ăn. Trận thứ hai mà mình sẽ gửi kèo đến tất cả mọi người đó là trận đấu giữa Granada và Atlético Madrid. Vâng, thì các cầu thủ Atlético Madrid đang cần lắm một chiến thắng
và đội hình trong thời điểm hiện tại thì họ đã hơn hẳn so với các cầu thủ Canada. Và mình sẽ chọn đi kèo bóng Atletico Madrid cả trận 1 ăn kèm theo một cái tài cả trận 2 nhau nhé, tài cả trận 2 nữa. Và trận bóng cuối cùng mà hôm nay mình muốn gửi đến tất cả mọi người đi kèo, đó là trận đấu giữa Bayern Borussia Dusseldorf và Bayern Munich. Vâng, thì ở cái trận đấu này sau cái thất bại 1-5 thì không biết rằng liệu rằng đêm nay các huấn luyện viên cùng với lại thầy trò của đội tuyển Bayern Munich sẽ thể hiện ra sao. Mình sẽ không chọn đi kèo bóng của Bayern hay là Dusseldorf mà mình sẽ chọn một cái kèo tài 4 ăn nửa cùng với lại một cái bóng hiệp 1 Bayern Munich các bạn nhé. Vâng, thì anh em nào đang theo dõi mình nhiều rồi thì đừng quên theo dõi kết quả của 3 trận đấu này và xem so sánh với nhận định của mình. Nếu như đúng, anh em hãy để lại cho mình một like, một share và một đăng ký kênh để mình có động lực làm những video sau hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video lần sau.